Mới đây, thông tin về chuyện tình cảm của Địch Lệ Nhiệt Ba được đông đảo khán giả quan tâm và leo lên vị trí hot tìm kiếm. Nguyên nhân được cho là có những tin đồn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đã sinh con cho nam diễn viên Hoàng Cảnh Du. Cụ thể, ngày 21 tháng 10, Sina đưa tin hot girl nổi tiếng một thời Quách Mỹ Mỹ livestream chia sẻ thông tin động trời. Một cặp đôi diễn viên đã bí mật sinh con mà không kết hôn. Đáng nói, những thông tin mà Quách Mỹ Mỹ đưa ra như nam diễn viên là người vùng Đông Bắc Trung Quốc, sao nữ người Tân Cương, họ đều là sao lớn. Em bé đã được sinh ra mọi người trong giới giải trí Bắc Kinh đều biết, trùng khớp hoàn toàn với hai ngôi sao Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du. Trong đó, Hoàng Cảnh Du là người Liêu Ninh vùng Đông Bắc Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba nổi danh là mỹ nhân có vẻ đẹp đặc trưng của vùng Tân Cương. Ngay sau đó, phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba đã đưa ra tuyên bố làm rõ, bài viết không liên quan gì đến Nhiệt Ba, xin đừng nhắc tên cô ấy. Đại diện nữ diễn viên cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu tin đồn bị đẩy đi xa hơn. Theo ET Today, trước làn sóng dư luận có thể do sợ liên lụy nên Quách Mỹ Mỹ cũng lên tiếng phủ nhận Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du là hai người cô nhắc tới. Cô phát biểu, tôi không nói gì đến hai người đó nhé, hãy dừng câu chuyện ở đây. Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du từng hợp tác trong phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay 2020. Từ đó đến nay, họ liên tục vướng tin hẹn hò, thậm chí đã kết hôn sinh con. Được biết, trong quá trình quay phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du liên tục có những hành động thân thiết với đối phương. Người trong đoàn làm phim cho hay, cả hai đã luôn ở bên cạnh nhau vào các khoảng nghỉ. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được cho là rất thân thiết với mẹ của Hoàng Cảnh Du. Những lần đến thăm con trai tại phim trường, mẹ của Hoàng Cảnh Du đôi khi cũng nấu ăn và mời Địch Lệ Nhiệt Ba cùng dùng bữa. Không những vậy, dù đã hoàn thành dự án, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn dùng chung vệ sĩ. Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn mang thai từ năm 2022. Vào khoảng tháng 6 năm 2022, cô gần như biến mất khỏi giới giải trí trong khi đang nắm trong tay hàng chục hợp đồng đại diện và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Những sự kiện lớn và tầm cỡ như Fashion Week mà ngôi sao nào cũng đỏ mắt mong chờ cũng bị mỹ nhân Tân Cương từ chối. Sự biến mất quá lâu của một ngôi sao lưu lượng càng khiến công chúng chắc chắn hơn về việc cô đang mang thai. Không những thế, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không còn diện những trang phục bó sát tôn dáng mà thay vào đó là áo rộng, giày che kín toàn thân. Bởi vì trước cô đã từng có nhiều ngôi sao lớn đã giấu giếm chuyện sinh con như Vương Tử Văn, Trương Bá Chi, Trịnh Sản, cho nên sự nghi ngờ của người hâm mộ đối với Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng lớn. Phóng viên cũng đã từng chia sẻ hình ảnh nam diễn viên tới phim trường công tố để thăm mỹ nhân Tân Cương. Bên cạnh đó, hình ảnh khách sạn mà hai diễn viên đăng tải có nội thất giống nhau. Hiện tại, khi Quách Mỹ Mỹ nhắc tới tin tức minh tinh bí mật sinh con, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba là những người bị nghi ngờ nhiều nhất. Do đó, từ khóa tiết lộ cặp đôi nghệ sĩ chưa lập gia đình đã bí mật có con, nhận được lượng tương tác khủng. Chỉ trong một giờ đã nhận về 70 triệu lượt xem. Tờ Sohu từng đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn bên nhau, bất chấp sự phản đối từ người hâm mộ. Fan của Địch Lệ Nhiệt Ba và fan Hoàng Cảnh Du lại đấm nhau cực hăng trên các diễn đàn bởi vì nhà gái không hài lòng với scandal tác động vật lý của nhà trai. Trong khi đó, fan Hoàng Cảnh Du lại không chấp nhận chị dâu mới này.